Ngày 30 tháng 1, chính phủ Hy Lạp đã có cuộc tiếp đón Chủ tịch Nghị viện châu Âu ông Martin Schulz để đệ trình chính sách kinh tế mới. Đây là một chính sách có thể khiến cho người dân Hy Lạp vui mừng, nhưng EU lại âu lo. Ngày 30 tháng 1, tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ trình lên Chủ tịch Nghị viện châu Âu ông Martin Schulz một kế hoạch cải cách quy mô nhằm tiến tới đàm phán lại về nợ quốc gia và chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng của nước này. Thủ tướng Alexis Tsipras khẳng định chính phủ Hy Lạp đã xây dựng một kế hoạch khôi phục lại tăng trưởng kinh tế mà không cần phải áp dụng những biện pháp khắc khổ như trong vòng 5 năm qua. Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng, cải cách quản lý nhà nước, triển khai hệ thống thuế ổn định và công bằng trên cơ sở lập danh mục các tài sản lớn của người dân. Một trong những động thái mà chính phủ sẽ thực hiện ngay lập tức là cắt giảm chi phí cho quan chức, chẳng hạn như là số cố vấn cho chính phủ và cắt giảm chi tiêu công. Số tiền cắt giảm sẽ được dùng để tái cơ cấu quan chức là nữ trong chính phủ. Kế hoạch trên sẽ được triển khai theo các định hướng chính như lập lại cân bằng ngân sách, tiến tới giảm các mục tiêu không khả thi. Thứ hai là tài trợ cho các chương trình tái thiết quốc gia, bao hàm một thỏa thuận mới với châu Âu. Đáng chú ý nhất đối với phía châu Âu, đồng thời đang là chủ nợ của Hy Lạp, là định hướng thi hành biện pháp đảm bảo nợ công ổn định và sử dụng phương án xóa phần lớn nợ, kiểm soát chi trả lãi nợ quốc gia, đồng thời ra quy định về việc nợ sẽ được trả tùy theo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch EP ông Martin Schulz cho biết, các đề xuất của Hy Lạp sẽ được thảo luận tại Brussels, Bỉ và có thể sẽ gây ra nhiều bất đồng và xung đột. Thủ tướng Alexis Tsipras lên nắm quyền khi đảng cánh tả cấp tiến đối lập Syriza thắng cử vào ngày 25 tháng 1. Ngay lập tức, Hy Lạp đã khiến cho cả thị trường châu Âu rúng động và phải lo ngại trước những tuyên bố chấm dứt chính sách kinh tế khắc khổ để đổi lấy cứu trợ kinh tế mà Athens thi hành trong 5 năm qua. Đồng thời, ngừng các chương trình hợp tác với nhóm bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu, còn gọi là Eurogroup, và làm dấy lên những lo ngại về khả năng Hy Lạp rời ra khỏi Eurozone. Chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, đồng euro đã rớt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Không phải ai cũng vui mừng trước những chính sách mới của chính phủ Hy Lạp. Trung Quốc là một trong những nước phải lo ngại nhiều nhất, vì trong nhiệm kỳ chính phủ trước của Hy Lạp, Trung Quốc đã tung một số tiền lớn để đầu tư, thâu tóm cảng biển lớn nhất Hy Lạp và là một trong những cảng biển quan trọng nhất trong cả vùng. Tân Phó Thủ tướng Hy Lạp cho biết sẽ có hàng loạt cải cách trong quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường này. Chính phủ chúng tôi rất hoan nghênh việc thu hút những dòng đầu tư mới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng suất và khả năng thuê mướn lao động cao. Chúng tôi đang chuẩn bị một danh sách những quy định cần có để mở rộng cơ hội đầu tư với nước ngoài. Vào ngày thứ Tư 28 tháng 1, thị trường chứng khoán Hy Lạp đã tăng điểm trở lại, nhưng mối lo ngại thì vẫn còn đó. ECB khẳng định Hy Lạp cần phải tuân thủ theo đúng luật chơi. ECB có thể gia hạn nợ cho Hy Lạp, nhưng Hy Lạp phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và cải cách đúng tiến độ đã cam kết. Phía Đức đã kịch liệt lên tiếng rằng Athens không thể phớt lờ toàn bộ phần còn lại của châu Âu chỉ vì chính sách đối nội của mình. Đang tồn tại một sự thật đáng buồn rằng Hy Lạp vẫn là một trong những nền kinh tế nhận được sự thiên vị nhiều nhất ở châu Âu. Chúng tôi, những người Đức, cảm thấy như vậy là không đúng đắn. Về phía Hy Lạp, sẽ là một thế khó cho chính phủ để đảm bảo cân bằng giữa EU và người dân. Các ngân hàng Hy Lạp đang phải chịu áp lực rất lớn, cả đối với những người gửi tiền, họ lo rằng Hy Lạp sẽ dẫm theo vết xe đổ của đảo Síp. Quý cuối năm 2014, lượng tiền gửi tại ngân hàng Hy Lạp đã giảm 1/3, dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm trong tháng 1 năm nay.